hãy phục vụ tôi thì phải phân chia cấp bậc chứ. Nghe là biết sắp có chuyện rồi. Phân cấp kiểu này thế nào cũng sinh chuyện. Cậu ở lại bên cạnh hầu hạ tôi nhé. Hai người đàn ông kia lo dọn dẹp, hai cô gái thì phụ trách việc bếp núc. Tôi không thể vào bếp được đâu. Thượng quan nhất và tiết thần cùng với như họa cũng nhớ lại nỗi sợ bị món ăn của Âu Nhĩ Nhã chi phối trước đây. Người đó không thể vào bếp ấy. Nhìn phản ứng của họ, hắn ta càng thêm hứng thú. Không được à? Đã không được thì càng phải vào. Hôm nay cô nấu ăn đi. Người này trông cũng chẳng giống sẽ ăn cơm, sao còn bắt người ta nấu nướng nhỉ? Thượng quan nhất đặt câu hỏi này. Ngài cần ăn uống sao? Ta đã nhịn ăn từ rất lâu rồi. Bắt các người nấu ăn chỉ để hành hạ thôi. Mọi người cười khẩy. Ngài thật thẳng thắn đấy. Họ không đo được sức mạnh của người này, cũng chẳng cảm nhận được, nên không dám manh động. Cần biết trông khác hẳn nơi họ ở. Bên trong mọi thứ đều mới tinh, lại có đủ thứ, đầy đủ mọi thứ, các loại rau củ quả đều có. Cô thật sự biết nấu ăn không? Không biết, nhưng tôi đảm bảo món của tôi không làm chết người đâu. Thôi thôi, để lát nữa tôi nấu vậy. Cô phụ giúp tôi nhé. Nghe nói không cần tự mình nấu nướng, thượng quan nhất thì hầu hạ bên cạnh người đó. Lúc thì bóp chân, lúc thì bóp vai. Bóp đi bóp lại anh ta bắt đầu suy nghĩ vẩn vơ. Sao thân thể người này cứng thế nhỉ? Như đá ấy. Chiếc váy áo này cũng không tệ, sờ vào chân mượt, cảm thấy mình bị sờ nắn. Người áo đen này cũng im lặng. Người hắn chọn không phải là đồng tính chứ? Không cần cậu mơ sắc nữa. Thật sự không cần nữa à? Tôi thấy tay nghề mình cũng không tệ mà. Thượng quan nhất, chiếc váy áo này sờ thích thật. Anh ta vẫn chưa sờ đã. Đã bảo không cần thì thôi. Cậu qua đó dọn dẹp với họ đi. Sư tỷ, món này của chị ăn được không? Chắc không làm chết người chứ? Thật ra như họa cũng không chắc lắm, nhưng vì thể diện của mình, đương nhiên là ăn được. Thấy cô ta khẳng định chắc định như vậy, Ôn Nhĩ Nhã quyết định tin tưởng cô ta. Nhìn cái thứ xanh này nhấp nháp không rõ là gì này. Người kia cũng im lặng luôn. Đây là cái các cô nấu ra à? Vâng, đây là cháo rau xanh tôi nấu đó. Thượng quan nhất nhớ lại hồi còn ở nhà, những người hầu đã làm như thế nào, anh ta cũng bắt đầu làm theo. Chỉ thấy anh ta lấy ra bát và thìa, rồi múc một bát cháo rau xanh lè, đặt trước mặt người áo đen. Mời ăn cháo ạ. Người áo đen nhìn anh ta không chút cảm xúc. Lúc này những người khác đều quay mặt đi. Cái đầu của người này rốt cuộc là làm bằng gì vậy? Thượng quan nhất thấy người áo đen vẫn không nhúc nhích, tưởng là mình phục vụ chưa đủ chu đáo. Trong bầu không khí im lặng này, thượng quan nhất lại làm một việc khiến mọi người kinh ngạc. Chỉ thấy anh ta bưng bát lên, rồi dùng thìa múc nhẹ một muỗng, đưa lên miệng thổi nhẹ, sau đó đưa đến bên miệng người áo đen. Nào, há miệng ra. Thằng ngốc này từ đâu ra vậy? Rõ ràng lúc chọn cậu ta, trông cậu ta khá lanh lợi mà. Tôi không ăn. Không sao đâu, ăn đi. Tôi thổi rồi, không nóng đâu. Lúc này người áo đen cảm thấy thái dương mình đau nhói vì tức giận. Tôi đã bảo là tôi không ăn mà. Ôn Nhĩ Nhã ra sức nhảy mắt với thượng quan nhất, nhưng tên này hoàn toàn không hiểu. Bình thường giao tiếp bằng ánh mắt của họ khá suôn sẻ mà, sao đến lúc quan trọng lại không hiểu nhỉ? Thượng quan nhất nhìn bốn người bên dưới, cảm thấy lúc này áp lực trên mình rất lớn. Anh ta cảm thấy mọi hy vọng đều đặt cả lên mình. Giờ người áo đen thực sự muốn đập chết anh ta. Nếu không phải vì không được giết người, chắc trước mặt đã là một cái xác rồi. Cút xuống cho tôi. Người áo đen tức giận gầm lên. Người áo đen nhìn năm người xếp hàng bên dưới, bỗng thấy ngực mình hơi đau vì tức. Hôm nay ai nấu cơm? Tôi nấu ạ. Tôi biết các người cố tình mà. Cố tình đến đây chọc tức tôi phải không? Giờ các người ăn hết cả nồi này cho tôi. Ôn Nhĩ Nhã trợn tròn mắt, không thể nào. Nhưng biểu cảm của những người khác rất bình tĩnh. Ăn thì ăn thôi, dù sao cũng chỉ là rau xanh mà. Rõ ràng là cháo, nhưng họ ăn như thể đang ăn mì vậy. Vì cháo này phải hút vào mới ăn được. Nhìn mấy người này ăn ngon lành, người áo đen bỗng cảm thấy buồn nôn. Nhưng người bên ngoài cũng đều có vẻ khó chịu. Thứ này thật sự ăn được sao? Chắc là được đi. Chúng ta không phải đã thấy như họa nấu sao? Cô ta chỉ cho rau xanh thôi mà, giờ còn cho một gói gì đó giống bột mì, phải không? Cứ nấu rồi thành ra thế này, đồ trong bếp chắc đều ăn được hết mà, phải không? Người áo đen buồn nôn. Năm người cùng nhìn anh ta, miệng vẫn ngậm cháo xanh lè. Tất cả quay đầu đi cho tôi. Người áo đen hoàn toàn không muốn thấy cảnh này. Rốt cuộc vào đây là một đám quái vật gì vậy? Bỗng bịch một tiếng, tiếng ăn uống im bặt ngay lập tức. Bốn người nằm dưới đất sùi bọt mép, còn trợn ngược mắt lên. Tôi nói, các người có bị điên không hả? Tôi còn chưa động đến các người mà các người đã tự hại mình rồi. Mê cung này không được chết người đâu. Người áo đen vẫn phải nghĩ cách cứu họ. Ôn Nhĩ Nhã nhìn đồng đội nằm sùi bọt mép, trợn ngược mắt lên. Cô ta không biết nói gì nữa. Cô ta lấy ra một viên thuốc, đút cho thượng quan nhất bên cạnh. Thượng quan nhất lập tức nôn ra. Những gì vừa ăn, thấy viên thuốc trong tay cô ta, người áo đen vội vàng giật lấy, đút cho những người khác mỗi người một viên, rồi tiếng nôn lại vang lên khắp nơi. Chị cho cái gì vào đấy vậy? Sao ăn vào lại chóng mặt buồn nôn thế? Dù Ôn Nhĩ Nhã cũng không thoải mái, nhưng cô ta không đến nỗi ngất đi. Tôi chỉ cho rau xanh thôi mà, với cả nấm thái hạt lựu nữa.
còn thêm một chút gì đó giống bột mì. Mấy thứ để trong bếp, chắc đều ăn được phải không? Cái bột mì đó Ôn Nhĩ Nhã biết là ăn được. Ở hiện đại cô ta cũng từng ăn. Vậy vấn đề chỉ có thể là ở nấm thôi. Không ngờ họ lại ngã vì nấm một lần nữa. Bên ngoài, một trưởng lão hơi do dự nói. Sao tôi có cảm giác cửa ải này không phải để rèn luyện họ, mà là để rèn luyện Hắc Diệu nhỉ? Người áo đen kia tên là Hắc Diệu, một yêu tu, thực lực cao hơn Hồ Yêu Vương nhiều. Nhìn đám người nằm la liệt dưới kia, Hắc Diệu thấy ngực tức lại đau, thái dương cũng nhức. Sao cô không sao vậy? Hắc Diệu nhìn Ôn Nhĩ Nhã, tại sao người khác đều ngã xuống mà cô ta lại không sao cả? Thể chất tôi khác với họ, thường thì không sao đâu. Hắc Diệu nhìn đám người nằm ngổn ngang dưới kia, lần đầu tiên có cảm giác hối hận. Khi nào họ mới tỉnh lại được? Giờ Hắc Diệu cũng chẳng muốn chơi với đám tổ tông này nữa. Nếu như chơi chơi mà họ tự chơi mất mạng, thì hắn không gánh nổi trách nhiệm đâu. Cái này thì không rõ, nhưng đồ ăn đã nôn ra hết rồi, chắc không có vấn đề gì lớn đâu. Hắc Diệu và Ôn Nhĩ Nha cứ thế nhìn nhau chằm chằm chờ hơn một tiếng đồng hồ. Ôn Nhĩ Nha thấy sự ngượng ngùng lúc này như muốn hóa thành vật chất. Nếu đây là ngoài đời thực, có khi họ chết mà cũng không biết chết kiểu gì. Các người đang làm gì vậy? Khi nhìn nhau à? Để ủng hộ kinh phí cho kênh, mọi người hãy subscribe giáp vào cày view hoặc donate cho mình nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã xem và ủng hộ kênh.